Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thị trường Việt Nam trên thế giới bắt đầu hẹp lại và có rất nhiều việc mà đất nước với khoảng 96 triệu dân cần phải làm để đương đầu với những khó khăn trong giai đoạn hậu đại dịch và đất Vũ Hán, theo một chuyên gia kinh tế từ trong nước. Trao đổi với phóng viên BBC News tiếng Việt hôm 10 tháng 7 năm 2020, kinh tế gia Bùi Kiến Thành, Cựu cố vấn của lãnh đạo chính phủ Việt Nam qua nhiều giai đoạn nói: Có thể thấy là thị trường của Việt Nam trên thế giới đang bị teo hẹp lại do những ảnh hưởng tai hại của cuộc khủng hoảng virus Vũ Hán và các hoạt động trong nền kinh tế chậm lại mặc dù Việt Nam đối mặt với đại dịch bệnh này khá tốt và tinh thần khá vững vàng và kinh tế tăng trưởng vẫn tương đối tốt dù năm nay không bằng những năm trước. Song rõ ràng là đã có những ảnh hưởng đáng kể cho lĩnh vực việc làm và trong trước mắt những hoạt động liên hệ tới du lịch thì bị ảnh hưởng khá trầm trọng và vấn đề nghỉ dưỡng holiday cũng gặp nhiều khó khăn. Về mạng đó, Việt Nam cần có thời gian mới phục hồi lại được. Còn về vấn đề sản xuất kinh doanh mặt khác, mặt hàng khác tương đối còn cũng khá về tiềm năng. Các tập đoàn kinh tế lớn mà muốn rút ra khỏi Trung Quốc cũng đang lựa nơi để sản xuất, phát triển, sản xuất ngoài Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng có thể đón được một phần khá tốt những khả năng đầu tư ấy. Nhưng miễn là Việt Nam phải tổ chức làm sao mà về vấn đề cơ chế, về vấn đề lao động đáp ứng được nhu cầu thì có lẽ là trong những năm tới này nhìn ra dài hạn, Việt Nam có thể phát triển khá về vấn đề đầu tư nước ngoài. Trong những công nghệ tương đối cao và đáp ứng chuỗi cung ứng của thế giới, thay thế một phần nào những sản phẩm từ Trung Quốc cũng như chủ động hiệu quả hơn trong một số lĩnh vực kinh tế, thương mại và một số nước ở quốc tế. Khu vực đang làm đang tái cấu trúc mà được coi như là giảm tải sự lệ thuộc chưa hợp lý lâu nay nào đó vào kinh tế, công xưởng, thị trường của Trung Quốc. Trước câu hỏi tại thời điểm này nếu chụp X quang bắt mạch nền kinh tế của Việt Nam thì có thể nhận ra được vấn đề điểm mạnh, điểm yếu. Yếu quan trọng thay then chốt nhất là gì? Và ngoài những yếu tố thể hiện ra bên ngoài có tính triệu chứng hay hiện tượng kinh tế già bùi kiến thành nói. Điểm mạnh thì phải nói là Việt Nam có một dân số năng động và có thể nói là có khả năng tiếp thu các nền công nghệ kỹ thuật mới trên thế giới một cách nhanh chóng thì đấy là một điểm mạnh nằm ở nơi mà toàn dân Việt Nam có được sức mạnh đấy, một tiềm năng có thể phát triển được. Nhưng cái yếu là quản lý nhà nước. Tôi sẽ nói rõ thêm vẫn còn ở trong một khung cảnh của lý luận Marxist mà chưa đưa ra khỏi được và hiện nay vẫn còn khó khăn. Vì trong tất cả các những trường đảng, trong tất cả những hội thảo trong nước cả trong những vấn đề quản lý cán bộ, vẫn nhắc đi nhắc lại là Việt Nam là một nước, một đất nước quản lý bởi một hệ thống suy tư của một chủ nghĩa. Marxist Leninist, cái đấy là cái mà làm cho Việt Nam bị chùn chân rất là nhiều. Còn ngoài ra nữa, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có được một hệ thống ngân hàng, một hệ thống tín dụng lành mạnh phù hợp. Tôi vẫn luôn nhắc là Việt Nam vẫn chưa có một ngân hàng trung ương theo đúng theo trách nhiệm và quyền hạn của ngân hàng trung ương. Việt Nam chưa thực sự có được một đội ngũ chuyên gia lành mạnh về ngân hàng trung ương và mới chỉ là học nơi này nơi nọ một chút, ít năng, ít tính năng về ngân hàng thương mại thì cái đấy là cái rất nguy hiểm cho và một khi đất nước đang phát triển cố cất cánh mà không có một ngân hàng trung ương phù hợp. Đó là điều mà Việt Nam cần đặc biệt lưu ý. Nhưng ngoài ra trên tất cả những chuyện ấy, một vấn đề mà nhà nước cũng đã nêu ra nhiều lần, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nêu ra nhiều lần và Việt Nam phải giải quyết cho xong vấn đề làm sao diệt trừ được hối lộ tiêu cực. Cái ấy Việt Nam còn đang đắm trong các vấn đề tiêu cực hối lộ tham nhũng đó. Những cái làm yếu sức mạnh kinh tế quốc dân và chưa vượt ra khỏi được. Ngày nào mà không vượt ra khỏi được thì ngày ấy Việt Nam vẫn còn phải dẫm chân đắm vào dưới vũng bùn và con rồng Việt Nam không thể bay lên được bởi vì nó bị trói chân, bó cánh chịu nặng bởi những gánh nặng về vấn đề chi phí và không phù hợp do những tổn hại về tiêu cực lãng phí gây ra. Theo chuyên gia Bùi Kiến Thành, đó là một điểm tiềm năng tốt nhưng còn có điều kiện nữa mà nước này cần phải đáp ứng ông nói Việt Nam cần phải làm được việc là tự mình chủ động phát triển đồng thời phải thay đổi kiện toàn cơ chế quản lý nhà nước cho phù hợp cái đó theo tôi là điểm khó khăn nhất của Việt Nam khó nhất là tự hoàn thiện mình tự thay đổi mình đó là điểm mà xuất phát từ các nước xã hội chủ nghĩa xuất phát từ một nền kinh tế tập trung từ một nguồn nhân lực không được đào tạo trong nôi của nền kinh tế thị trường thì 30 năm nay vẫn tồn động lại khó khăn về chuyển đổi cải cách thể chế kinh tế xã hội thị trường ngoài ra tồn động khó khăn trong vấn đề đào tạo lại nhân lực như thế và cho nên cái quan trọng nhất đối với Việt Nam là hướng về nền kinh tế, thị trường như thế nào, hướng về quản lý nhà nước, minh bạch như thế nào, thì cái đó là Việt Nam đang làm và sẽ là cố gắng hết sức nhiều. Về khía cạnh đổi mới thể chế và tư duy, làm sao để cởi được những nút thắt chặt đó? Nếu có, ông Bùi Kiến Thành nói. Thảm trạng nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP quý 2 năm 2020 giảm mạnh chỉ còn 0,36% nhưng ông Dương Mạnh Hùng, vụ trưởng vụ hệ thống tài khoản quốc gia Tổng cục Thống kê vẫn tin rằng GDP năm nay sẽ tăng khoảng 4,1%. Sau khi chấm dứt sản giãn cách xã hội sản xuất kinh doanh tháng 5 và tháng 6 dần phục hồi. Theo ông, với đà này các tháng còn lại của năm 2020 hoạt động của kinh tế liệu đã trở lại bình thường? Dù kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng dự báo tình hình sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm có một điểm đạn sáng. Cụ thể, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy có 80,6% số doanh nghiệp nhận định sản xuất kinh doanh quý 3 năm 2020 tốt lên và giữ ổn định. Trong khi đó, theo kết quả điều tra lần này chỉ có 59,2% doanh nghiệp có thái độ lạc quan đó. Điều này cho thấy dấu hiệu chuyển biến tích cực khi doanh nghiệp đã có niềm tin hơn trong 3 tháng tới. Trong lĩnh vực xây dựng, một số công trình trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2020 như xe lắp hầm lò công ty than Quang Hanh, bệnh viện sản nhi Ninh Bình, trung tâm thương mại Elon Mall Hải Phòng, đường nối cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, nhà máy xi măng Lam Sơn dây chuyền 3, công trình điện mặt trời Ea Đắk Lắk. Trong lĩnh vực tranh chăn nuôi để tái đàn lợn sau khi đã khống chế được dịch tả lợn châu Phi và kiềm chế được lạm phát Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc phát triển ngành chân nuôi ngành chiếm tỷ trọng rất lớn trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Như vậy điểm sáng còn rất ít thưa ông Ngoại trừ vận tải hành khách bằng hàng không và du lịch do chưa mở cửa do thị trường với khách quốc tế thì với việc kiểm soát tốt và đất Vũ Hán duy trì độ tăng trưởng của một số ngành du lịch trong 6 tháng đầu năm một số ngành kinh tế được dự báo có thể khôi phục năng lực sản xuất và trạng thái bình thường và có tốc độ tăng trưởng tốt như nông lâm nghiệp thủy sản xây dựng công nghiệp chế biến chế tạo y tế thông tin truyền thông tài chính ngân hàng bảo hiểm Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh chưa thể kiểm soát trên phạm vi toàn cầu, thương mại quốc tế vẫn tắc nghẽn thì khó khăn về dòng tiền là thách thức đối với doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay đạt khoảng 4 đến 4,1%, theo ông, liệu tăng trưởng GDP của Việt Nam có đạt được như vậy hay không? Đại dịch virus Vũ Hán bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu khiến cho bức tranh kinh tế thế giới năm 2020 bị bao phủ bởi gam màu u ám. Theo các tổ chức quốc tế và định chế tài chính, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay rơi vào suy thoái nặng nề nhất là trong nhiều chục năm trở lại đây. Thậm chí, Ngân hàng thế giới World Bank nhận định tăng trưởng toàn cầu năm 2020 giảm 5,2%, tức là rơi vào khoảng đại khủng hoảng kể từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra năm 1930. Mặc dù tốc độ tăng trưởng GDP quý 2 năm 2020 thấp kỷ lục, thấp hơn rất nhiều so với kịch bản xấu nhất được đưa ra trước đó, nhưng do Việt Nam đã đẩy lùi được kiểm soát được dịch bệnh từ giữa tháng 4 nên đến nay mọi hoạt động của nền kinh tế dần phục hồi và ngày càng tốt lên. Vì vậy, tôi cho rằng tốc độ tăng trưởng quý 3 và quý 4 sẽ theo quy luật quý sau cao hơn quý trước và cao hơn nhiều so với quý 2, nên nhiều khả năng dự báo của ADB về tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay sẽ thành hiện thực. Nhưng các định chế chế tài tài chính khác không có cái nhìn tích cực như vậy. Cụ thể, quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam chỉ có 2,7%, còn World Bank đưa ra dự báo lạc quan hơn nhưng cũng cho rằng năm nay Việt Nam chỉ tăng trưởng 2,8%. Các định chế tài chính dự báo nền kinh tế thế giới năm nay rất bi quan theo World Bank. Kinh tế thế giới năm 2020 rơi vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ năm 1930 khi giảm tới 5,2%, trong đó tăng trưởng của Hoa Kỳ âm 6,1%. Khu vực đồng euro âm 9,1%, Nhật Bản âm 6,1%, Malaysia âm 3,1%, Thái Lan âm 5%, Philippines âm 1,9%, Trung Quốc gần rơi vào tình trạng suy thoái với tăng trưởng chỉ đạt 1% mức thấp nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. Trong khi đó, World Bank vẫn dự báo Việt Nam tăng trưởng 2,8% tương đương với dự báo của IMF là 2,7%. Có thể nói các định chế tài chính quốc tế đều chưa đưa ra những nhận định rất tích cực và lạc quan. Ghi nhận lần nền kinh tế Việt Nam bắt đầu khởi sắc trở lại sau khi dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội kể từ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Mỗi định chế tài chính đứng trên các góc độ khác nhau nên có cái nhìn cũng khác nhau. Chưa đưa ra nhận định dự báo khác nhau thậm chí là khác xa nhau cũng là điều bình thường. Các dự báo nhận định này chỉ mang tính chất tham khảo để chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hoạch định tham mưu, tư vấn chính sách cho chính phủ, thủ tướng. Chính phủ đưa ra các dự báo và các kịch bản phù hợp và sát với tình hình kinh tế và xã hội. Dựa trên tình hình kinh tế thực tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng hai kịch bản tăng trưởng là tăng 4,4 đến 5,2% và 3,6 đến 4,4%. Từ hai kịch bản này dự báo tốc độ tăng trưởng GDP trong năm nay là khoảng 4,5% và nếu tình hình thuận lợi, dịch bệnh được kiểm soát tốt thì thị trường quốc tế phục hồi phấn đấu đạt mức 5,4%. Vì vậy, theo tôi, dự báo của ADB đã là tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay đạt ít nhất 4,1% và nhiều khả năng sẽ tăng cao hơn, sát với thực tế hơn. Còn để đạt được tốc độ tăng trưởng 4,1% thì ngoài những điều tôi đã nói ở trên, còn ít nhất ba động lực nữa là đầu tư công trong 6 tháng đầu năm mới giải ngân 1,3% 1 3 nguồn vốn dư nợ tín dụng mới tăng 2,45% trong khi mục tiêu là 12 đến 14% khi chấm dứt giãn cách xã hội, khu vực dịch vụ đóng góp 40% GDP, đặc biệt là lĩnh vực du lịch nội địa và tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3. Hôm 10 tháng 7, Tổng cục Thống kê Việt Nam S GSO công bố số lượng người lao động bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch virus Vũ Hán là 30,8 triệu người trong 6 tháng đầu năm. Trong số đó, 897.500 người bị thất nghiệp và 1,2 triệu người thuộc diện nằm ngoài lực lượng lao động, tức là tạm nghỉ việc không lương vô thời hạn. 57,3% trong số 30,8 triệu lao động bị giảm đáng kể thu nhập. 525.000 đồng so với quý trước và 279.000 đồng so với cùng kỳ. Khu vực bị ảnh hưởng lớn nhất là nhóm ngành công nghiệp và chế biến, ghi nhận 324.000 lao động bị cắt giảm và ngành dịch vụ là 72% lao động bị ảnh hưởng. Con số này thậm chí còn gây sốc với những người đã có những nhận định bị coi là bi quan, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và mối lo ngại về tình hình tình trạng thất nghiệp tăng cao. Tuy vậy con số này khá hợp với logic với nhận định của kinh tế tư nhân trung ương vào cuối tháng 3 năm 2020 là 74% doanh nghiệp tư nhân sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản nếu dịch bệnh kéo dài qua tháng 6. Chỉ riêng tuần đầu của tháng 7 năm 2020, thành phố Sài Gòn đã chứng kiến hàng loạt các công ty lớn nhất sa thải hàng vạn công nhân lâu năm vì không có việc làm. Điển hình là đại gia trong ngành giày may mặc Bao Chen đã phải cắt giảm 6.000 người sớm hơn so với dự kiến 3 tháng theo bà Vũ Thị Thu Thủy, vụ trưởng thống kê dân số và lao động Việt Nam, cho biết khả năng 5 triệu người mất việc vào cuối năm không phải là không thể xảy ra. Người viết bài bài này vào tháng 4 năm 2020 cũng đã đưa ra con số thất nghiệp vào khoảng 4 triệu đến 10 triệu người bị mất 50% thu nhập. Ngày 29 tháng 6 vừa qua, GSO ghi nhận mức tăng trưởng GDP hai quý đầu năm 2020 là 1,81%. Con số tăng trưởng này được cho là mức tăng trưởng thấp nhất trong 30 năm qua theo lời của ông Dương Minh Hùng, vụ trưởng vụ thống kê, vụ hệ thống tài chính, tài khoản quốc gia, Tổng cục thống kê Việt Nam cho biết. Tuy vậy, nếu so sánh với rất nhiều nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới đang chịu cùng kiếp nạn cúm tàu thì đó vẫn còn là một trong những con số tăng trưởng được cho là khả dĩ nhất. Tuy vậy, những con số thống kê của nhà nước chuyên chế cộng sản thì nó rất khó kiểm chứng. Ở chừng mực nào đó thì con số tăng trưởng 1,81% này có thể dùng để tham khảo tương đối, nó cũng phù hợp với logic là hiện nay Việt Nam là quốc gia vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên cũng phải nhắc lại rằng Việt Nam là một nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc, cả về đầu vào của nền kinh tế là nguyên liệu, trang thiết bị, phụ kiện mà còn cả đầu ra thị trường. Do đó kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng kép cả dịch bệnh và cuộc thương chiến Mỹ Trung. Các số liệu và báo cáo kinh tế của các tỉnh thành cho thấy rõ thêm về sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam. Đà Nẵng thủ phủ của miền Trung Nam Bộ là thành phố có hạ tầng tốt nhất và là tăng trưởng mạnh nhiều thập niên vừa qua. Lần đầu tiên đã chứng kiến mức tăng trưởng âm kể từ năm 1991 đến nay. Trong khi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đang loay hoay chỉnh sửa số liệu thì có lẽ Đà Nẵng đã có một bản báo cáo trung thực và phản ánh đúng thực trạng của thành phố. Trong báo cáo tăng trưởng GDP của hai quý đầu năm GHO công bố những con số tăng trưởng nhẹ hầu hết ở các khu vực và tuyên bố nền kinh tế đang phục hồi. Nhưng nếu nhìn vào các trụ cột như khai thác tài chính, tài nguyên và dầu thô, dầu khí, gia công lắp ráp may mặc da dày điện tử, bất động sản và xây dựng, du lịch dịch vụ thì lại cho thấy một bức tranh xám hơn nhiều. Những đầu tàu kinh tế lớn nhất như thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang chứng kiến sức suy giảm chưa từng có và tiến gần đến một cuộc khủng hoảng an sinh xã hội gần kề. Những biểu tượng thương mại năng động nhất của thành phố như chợ Bến Thành, chợ An Đông vẫn chết lâm sàn khi hầu hết giới tiểu thương vẫn đóng cửa, treo biển sang ký ốt. Đây là điều chưa từng xảy ra trong suốt hàng trăm năm lịch sử hình thành và phát triển của trung tâm buôn bán truyền thống này. Còn ở đầu kia của đất nước Hà Nội, khu vực kinh tế nuốt tới 80% nguồn vốn đầu tư xã hội và bất động sản đang chứng kiến mức suy giảm thảm hại không kém. Đã hết quý 2, dù ghi nhận có sự phục hồi nhẹ nhưng lượng bán hàng chỉ đạt 50%, tức là cứ hai căn hộ xây mới chỉ bán được một căn. Kết quả điều tra khảo sát trên 126.500 doanh nghiệp của GSO từ ngày 10 tháng 4 đến 20 tháng 4 năm 2020 để đánh giá tác động của virus Vũ Hán đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy trên 91% doanh nghiệp có quy mô 89,7% doanh nghiệp nhỏ và 82% siêu nhỏ cho biết là bị tác động tiêu cực. Trong hai quý đầu năm 2020 ghi nhận có đến 29.200 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh và 7.400 doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019. Dù GSO viện dẫn con số doanh nghiệp đăng ký mới, số vốn đăng ký mới vẫn tăng nhưng phải hiểu rằng những xác chết của các doanh nghiệp mới là con số thật và những con số đăng ký mới thì có trời mới biết được bao nhiêu trong số những doanh nghiệp đó sẽ có hoạt động và bỏ vốn đầu tư thực. Đó là những đặc thù của nền kinh tế ảo luôn lớn hơn thật của Việt Nam. Theo ông Phạm Đình Thúy, vụ trưởng vụ thống kê công nghiệp cho biết tình trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ có nguy cơ khai tử hàng loạt vì cạn kiệt nguồn vốn do dịch bệnh kéo dài khiến cho thị trường tiêu thụ bị thu hẹp thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào bị thiếu hụt. Doanh thu giảm nên thiếu nguồn tài chính để duy trì hoạt động cũng như thanh toán các khoản nợ, thậm chí là thanh toán lương cho người lao động. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại không hạ tiêu chuẩn cho vay khiến cho doanh nghiệp nhỏ không tiếp cận được. Để ngăn chặn tình trạng làn sóng các doanh nghiệp một đi không trở lại khi cần triển khai đồng loạt các chính sách hỗ trợ theo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để giải quyết bài toán thế chấp tài sản khi khu vực doanh nghiệp này vay vốn ngân hàng. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam giải phải quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy mạnh hơn nữa tiến độ đầu tư công khi vốn đầu tư công được giải phóng sẽ trở thành lực kéo doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nền kinh tế. Điều đáng ghi nhận là giới chức Cộng sản Việt Nam bắt đầu có khuynh hướng nhìn nhận đúng thực trạng, đánh giá khách quan các nguyên nhân và cố gắng tìm giải pháp khả thi. Tuy vậy, việc nhìn nhận ra các rủi ro chết người và tìm kiếm giải pháp hoàn toàn khác so với khả năng thực thi của những giải pháp cứu cánh Hệ thống kinh tế tư bản hoang dã được dẫn dắt bởi cái nhóm lợi ích chính trị chằng chịt được biết đến với cái tên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa luôn luôn bóp méo các chính sách công ích sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa mọi chính sách chỉ đẹp trên giấy tờ. Trong một phát ngôn mới đây của ông Clemmer Nguyễn Xuân Phúc với báo cáo với thế giới với cho biết hiện chính phủ Việt Nam có sẵn 30 tỷ đô la chỉ chờ giải nhân và khiển trách sự chậm chạp trong việc tiêu tiền của các tỉnh thành. Thông tin này đối với những người ngây thơ thì chẳng khác nào tin vào lời của Tào Tháo dừng mơ ở phía trước trong lúc khát cháy cổ. Nhưng với doanh nghiệp tư nhân từng trải thì chỉ biết nhếch mép cười ruồi với nhau mà thôi những chuyên gia kinh tế Cộng sản Việt Nam chịu ảnh hưởng hai trường phái kinh tế Marx và Keynes đang tin rằng việc thúc đẩy đầu tư công sẽ có tác động tích cực với sự tăng trưởng đầu tổng cầu kinh tế thông qua một phương trình đơn giản. Y là tổng cầu, C là tiêu dùng cá nhân, L là đầu tư tư nhân, G là đầu tư công, X là xuất khẩu và M là nhập khẩu. Chưa biết 700.000 tỷ đồng là con số mà ông Phúc lấy từ đầu ra hay từ mớ tiền vừa in xong và tống phần nền kinh tế từ đầu năm tới giờ, tới thời điểm hiện nay. Và tuy nhiên, theo những gì được biết thì khối ngân hàng thương mại đang bội thực tiền đồng và mức giải ngân cho vay rất chậm. Cuối năm 2020, tín dụng chỉ tăng 1,96% so với cuối năm 2019 thấp xa với con số 5,74% cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý, nhiều ngân hàng có tăng trưởng tín dụng âm, ngược lại huy động vẫn tăng trưởng cao hơn. Cũng theo số liệu của ngân hàng nhà nước, tính từ đầu năm đến 20 tháng 5, số tiền huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư của ngân hàng nhà nước ước khoảng 162.700 tỷ đồng, bình quân đạt hơn 1 1.160 tỷ một ngày, trong khi cho vay chỉ đạt khoảng 108.200 tỷ tương đương với 773 tỷ mỗi ngày. Tại nhiều địa phương có hiện tượng dư thừa vốn huy động nhiều hơn cho vay. Thay vì nền kinh tế cần tiền để hồi phục thì thực tế cho thấy chiều nghịch đảo của dòng vốn một động thái còn kỳ lạ hơn nữa là khối ngân hàng thương mại thi nhau phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong khi thừa mứa tiền gợi. Chẳng biết bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực sự cần từng đồng vốn trong lúc này tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng nhưng rõ ràng rất nhiều kẻ đang thừa mứa tiền tới mức không biết làm gì ngoài việc đem gửi tài khoản và đổ vào cuộc cờ bạc vô tiền khoán hậu chứng khoán. Dòng vốn khổng lồ được ghi nhận đang đổ vào sân chơi đỏ đen VNX, VN Index để làm đẹp cho bản báo cáo kinh tế của ông KLMV Nguyễn Xuân Phúc và như vậy cũng giống như câu chuyện gói cứu trợ 63.000 tỷ Việt Nam đồng và thịt lợn rẻ chỉ có trên tivi. Những doanh nghiệp chân chính sẽ một đi không trở lại và những doanh nghiệp sân sau của công an chức cộng sản Việt Nam thì sẽ giàu có khủng khiếp sau cuộc bơm tiền hoành tráng này. Đó là cuộc thảm trạng cho nền kinh tế Việt Nam và là bữa tiệc no nê máu thịt của bầy kền kền đỏ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.